Hello anh em và chào mừng em quay trở lại với channel của mình. Mình là Thế Gì Đây và chúng ta sẽ tiếp tục với series đó chính là Plan vs Zombie 2 nha. Và nếu anh em nào là fan từ game này hãy để lại cho mình một like nhé. Và nếu view được 500 like, ngày mai chúng ta sẽ có tập mới nhất của Plan vs Zombie 2 nha. Rồi và anh em hãy click vào quảng cáo để ủng hộ thêm cho mình, để thêm động lực ra thêm nhiều video hơn nữa nhé. Và anh em có thể qua kênh Mr. Thành để xem các video mới nhất bên này. Có rất nhiều cái series hay về gọi là đây series về hiệp sĩ thiên sứ rồi Tiny Glider Nexomon, rất là nhiều luôn anh em nhá. Rồi thì mình sẽ tiếp tục thôi, mình sẽ vào trong cái này Pirata Party. Mình sẽ chơi cái gì đây, hôm nay tôi sẽ chơi nhiệm vụ gì ấy nhỉ, đang suy nghĩ xem chơi nhiệm vụ gì. Ui con này trông khổng lồ quá, để đánh nhau kiểu gì đây. Chúng ta sẽ bot à? Bot bùng cái gì đấy? Từ từ á, mình để đây phát. Từ từ á, chúng ta sẽ cho nó được. Con này từ từ. Mình sẽ tăng tốc độ lên. Nào, vào đây. Vào đây. Ôi nó chưa tới anh em ạ. Chết rồi. Con kia nó chưa tới. Chết rồi. Con lợn nó bay tận đây rồi. Thì làm sao mà có thể được? Từ từ nhá. Mình sẽ để đây phát. Đó. Tăng tốc độ di chuyển lên. Đằng nào thì cũng sẽ như vậy thôi. Đẩy lùi anh em ạ. Cho có đẩy lùi nè. Đẩy lùi phát này. Xem nào. Ok rồi, sẵn sàng anh em ơi. Mình sẽ đập nó phát như thế này. Vào đây nào, nhưng mà mình không có bất kỳ một cái đạn gì cả. Người nó đập xong đã. Đợt trước là mình chưa sử dụng cái, nó chưa bước vào mà mình đã dùng cái lửa rồi nên nó rất là phí. Như thế này đấy. Hơi yếu nhỉ. Thật sự là hơi yếu luôn. Rồi mình có thể đẩy nó ra được không nhỉ? Từ từ. Chắc là đẩy được anh em ạ. Đẩy ra. Đẩy ra ngoài luôn. Chết luôn, làm sao mà đỡ được đúng không? Nào, vào đây. Vào đây. Tất cả vào đây nha. Đây rồi, sẵn sàng rồi anh em ơi. Để đây luôn này. Không có nhỉ? Cho ta thêm một cái các em mình thêm một cái nấm. Phải có nấm to ở đây nhỉ? Đúng rồi, chính xác, có một cái nấm to đấy. Nó tới rồi đấy anh em ạ, nó tới đấy. Úi giời, thế mà vẫn mất ạ. Thế nhỉ? Hài vãi đạn, thế mà vẫn mất luôn. Không chết nhỉ? Để lùi tít ở dưới này cơ mà. Không ăn thua luôn. Đây đây, vào đây. Ôi, tốc độ di chuyển đến mắc tối đa đây anh em ạ. Mà nó không ăn thua luôn này. Giờ này đã. Rồi, sau một con. Như vậy vẫn còn hai cái plan food nữa. Để máy đi. Đẩy đi. Đúng rồi. Trưởng này. Nó ném. Ôi, nó ném ít vào đây anh em ạ. Khó chịu thế. Đáng em phải đặt lui xuống phía dưới một tí. Giống như bên này này. Nó sẽ hợp lý hơn này. Tần cuối chưa? Tần cuối chưa? Chưa tần cuối đâu anh em ạ, chưa tần cuối mà mình hiện tại mình vẫn đang để mắc tốc độ luôn. Nhanh nhất có thể đấy. Đây này, ok. Rồi, đập đi, đổi đi. Đẩy ra. Đẩy nó ra ngoài và hết plan food rồi nha. Bây giờ là cũng hơi bị mệt rồi đấy nhá. Đánh là không phải đơn giản nữa đâu. Để khoảng 3 cây ở đây. Okay. Đẩy ra ngoài. Một bé đã xong anh em ơi. Chưa bị mất một cái cây bên này. Nó còn con không nhỉ? Phía dưới này. Tốc độ di chuyển mắc tối đa lên. Mình mất một cái ở phía trên. Trận này khá lâu nhỉ. Đập một cái sẽ vỡ cái. Nhưng mà đập cái gai sắt này thì cũng hơi bị mất thời gian. Nhưng mà nó đập cái cây cao này chỉ cần một phát thôi là đai ngay. Rồi chúng ta sẽ có Impier. Ở đây và một số thứ. Rồi bên này. Ok, và chúng ta sẽ có Epic Quest Available đây. Nhiệm vụ mới đây. Nó sẽ có thêm 5 game.
Và hiện tại là mình đang có gần đủ cái lượng game cần thiết rồi. Event này Emin For Free, Blooming Heart, Impia. Ồ, cái này sẽ được thêm 50 mảnh của Impia nữa. Mình nghĩ thế này là sẽ là hợp lý. Thêm 50 mảnh của Impia nữa này. Ready, set, plan. Sẵn sàng anh em. Đây rồi. Chúng ta sẽ có đậu, đậu thường, đậu đơn ở bên này. Ở đâu đây? Một bé. Bắn thôi. Có lẽ là bình tĩnh nào. Để xem là chúng nó sẽ ra đâu. Nó có nhiều cây đậu không? Hình như chỉ có mỗi đậu với đậu hay sao nhỉ? Chỉ sao như vậy sao? Chỉ sao chỉ có mỗi đậu với đậu thôi anh em ạ. À, mình sẽ cho Impia vào đây. Chết rồi. Nhầm rồi. Yeah, ok. Nó biến thành con rồi. Hay quá. Cái này nó sẽ như vậy đi. Hợp lý không? Nó có ăn không nhỉ? Ơ, chưa ăn à? Mình đặt lỗi vậy. Đặt mắc lỗi luôn. Dùng cái này đi thôi. Ta sẽ dùng cái này rồi. Khỏi ăn nhá. Bây giờ đặt kiểu gì đây? Đây. Phía dưới này. Cái con này không thể biến thành ấy được à? Nó có ăn không nhỉ? Nào, ok, chúng ta sẽ cho biến toàn bộ luôn. Hợp lý, như thế này à? Cực kỳ hợp lý luôn. À, phía dưới phát. Đấy, như thế này. Biến đấy ạ. Rồi. Quá nhiều luôn. Một phát này. Mình biến để cho cái bọn đọc báo này. Bọn đọc báo này nó sợ nhất là cái Impia anh em ạ. Kẻ thù của đọc báo là chính là mình. Chính là cái Impia luôn. Biến thành con thì nó vô dụng thôi. Chứ bình thường không, nó rất là nhanh, rất là mạnh, rất là khó để có thể trị được bọn đấy. Nhưng mà từ khi có Impia cái này, nó khác biệt hoàn toàn luôn. Ok. Sẵn sàng rồi anh em ạ. Chỉ cho cái Impia ăn thôi, chứ chẳng cho cái gì ăn cả. Ngoài Impia, tất cả cây thì sẽ biến thành con hết. À, tất cả zombie chứ. Tất cả tật zombie mạnh hay yếu hay như thế nào. Bọn boss thì như cũng biến hay sao ấy. Ok, sẵn sàng. Rồi, sẵn sàng anh em ơi. Đây. Ơ, vẫn còn nguyên cái plan food ạ. Dã man luôn anh em ạ. Nhiều plan food thế. Dùng còn chưa hết cơ. Thật là khó hiểu. Dùng còn đếch hết được cái plan food này cơ. Rồi, chúng ta sẽ sang với trận kế tiếp nhà ấy. Event này. Try up, level up, Emin. Impier còn 1 ngày 6 giờ nữa. Nên tập trung chơi cái đấy đi cũng được. Cái này còn... Jurassic Mask. Ok, chúng ta sẽ thoát ra vào lại này. Đấy, Arena Battle ở đây. Sẵn sàng rồi anh em. Ok, vẫn là cái sự kiện này và vẫn sẽ còn 2 ngày nữa để chúng ta có thể là chơi tất cả những cái nhiệm vụ còn sót lại để chúng ta có thể thăng hạng. Đây, vẫn là cái trường hợp như thế này. Chắc chắn là mình sẽ phải gọi là cày dã man để có thể là lên cấp cũng như là kiếm đủ. Mình vẫn áp dụng như thế thôi, không có gì khác những cái trường hợp bình thường cả. Vẫn áp dụng thật như bình thường, vẫn đơn giản này thôi. Rồi đấy, xong rồi chúng ta để full cây ở đây, bắn nó thế thôi. Ồ, như vậy là không để được bất kỳ một cái nam châm nào, đúng không? Không hề có bất kỳ nam châm nào luôn nhiều. Nhưng mà mình không cần thiết, chúng ta không cần thiết đâu, chẳng cần thiết vấn đề nam châm năm trước các thứ. Đây, mình để mình bắn luôn được. Ok, sẵn sàng anh em. Nó sẽ cho thẳng vào đây luôn ạ. Khá là khó chịu. Mình giết con bò trước anh em. Không giết con đấy thì cũng không được, tại vì nó tiến sát vào đây rồi. Chết mẹ. Thế mà nó vẫn phá được một cái.
quá nhỏ luôn ạ. Bình thường là không thể bị phá như đấy được luôn đấy, nhưng mà quá đen luôn, quá đen cho mình rồi, thật sự quá đen luôn còn gì nữa, đúng không? Rồi mình chỉ cần vượt qua map rồi, mình không bây giờ điểm số nó không quá quan trọng rồi, bởi vì là nó có nhiều ấy lắm, nhiều cái tùy từng trận nó mới được điểm cao thôi, không phải trận nào cũng được điểm cao. Như thế này à, mình đảm bảo một trận mình thắng cho mình là ok rồi. Bắn đi nào, nó phá thêm một cái ở dưới này nữa, nó chịu nhề. Điểm rằng có phá hủy được nó hay không đây, chờ xem. Hy vọng là sẽ phá được, có lẽ là sẽ phá được đây anh em ạ. Nó đập rất mạnh vào đây, lợn này chưa hồi anh em, nó lại đập vào phía dưới ạ. Ok, sẵn sàng anh em. Cửa cái ta đang bị hỏng hết rồi, cho nên đã bị nát rồi. Đang rất là khó chơi. Rồi biến ra ngoài đây anh em, vẫn phá được một cái lớp giáp của mình anh em ạ. Khá khó chịu nhỉ. Sao chúng ta sẽ thiết lập hàng rào phòng thủ ngay bây giờ đây, đánh được thì phải chúng ta đánh được, tôi cần phải thiết lập thêm một cái lớp rào phòng thủ nữa ở trên này. Dĩ nhiên không thiết lập là vỡ mồm. Ra ngoài mau, với ba vẩn đấy, lớp rào rồi anh em ơi, tôi có lớp rào phòng thủ rồi, tức là thật hai cái nữa cả. Hơi mệt rồi đấy, 20 làm cái rồi, 21 làm thêm phát nữa. Đó, không biết được nhiều lắm, hơn triệu điểm thôi. Lần này thì nó không nhiều điểm lắm đâu. Đây mình sẽ để đây phát 10 đấy anh em ạ, thôi tức là nên bắn đi thôi, bắn tất cả những gì có thể đây anh em. Đó, hợp lý. Trời ơi, nhưng mà mấy con kia nó vào thì thua 1,5 triệu anh em ạ, chúng ta vẫn kiếm được tầm khoảng 1,5 triệu điểm, vẫn tốt mà, vẫn là ok. Chúng ta kiếm thêm được khoảng 3,000 coin bên này, Silver Lewis Bunders ấy. Thêm một trận nữa nha anh em, như thêm một trận nữa là hợp lý. Diadorish, ok lên ạ, sẵn sàng hết sức, hết cỡ luôn. Đây, vẫn là thiết lập như vậy luôn, mỗi ngày 2 trận thì mình sẽ có thể trụ được vào đây và hy vọng sẽ có thể lên được một cái rank nào đấy. Bắn đi nào, con bò ở đâu thì tập trung thêm đạn dược ở đấy nha anh em, mình chưa biết con bò nó ở đâu cả. Con này không có bò, gà gì hay sao, hình như là vậy, không có bò gà gì hay sao. Giết nó trước anh em ạ, trước khi là nó bắt đầu nó phá được nhà của chúng ta. Dĩ nhiên. Cố lên nào, cố lên thật nhanh này anh em ơi, tốc độ thật nhanh nào. Đây, thấy là 3 cái bowling ở đây rồi. Nó nảy càng ngày càng khỏe anh em nhá. Và nảy nó nảy set random. Nảy thì nó sẽ nảy random, nó phá được một lớp tường của chúng ta rồi kìa. Khá ghê, khá đáng sợ. Phá được lớp tường của chúng ta kìa, cực kinh nhỉ. Để trên này chúng ta bắt đầu sẽ đặt thêm những cái lớp tường ở trên để trụ vững thêm được chút nào hay chút đấy. Có một con lốc à? Oh my god, con này không chết à? Vấn đề con dưới cùng này nó không chết hay sao này? What the... Chết rồi. Con này vỡ mồm à? Chết rồi. Quả vỡ mồm thật sự. Con dưới cùng không bị chết là sao đam nó yếu nhỉ? Nên đam một cái yếu kích gọi là bất ngờ luôn ấy, mình không hiểu luôn tại sao mình mất một cái lớp ở dưới này. Không chắc trận này đã thắng được, chưa biết được thế nào. À thắng thì thắng được rồi, nhưng mà để đạt được điểm cao thì có lẽ sẽ là hơi khó. Có lẽ là hơi khó nha. Dễ đâu. Ok, tập trung vào đây.
con này là mình sẽ đẩy nó ra, tất nhiên rồi. Cứ có cái con đấy xuất hiện cái mình sẽ đẩy nó ra, nó rất là trâu. Và có khả năng nó phá được cả cái nền đất nữa, nên nó cực kỳ là khó chịu. Phải nói cực kỳ là khó chịu. Đấy, anh em thế nào thì mình thấy nó khó chịu lắm. Không chơi đâu. Tất cả những cái thứ gì tốt nhất rồi đấy, dùng hết rồi đấy. 800.000 điểm. Cứ đợi tí xíu đi, chưa gì vội. Rất nhiều chẳng mua cái gì đâu. Bye bye, goodbye, 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 goodbye luôn. 1.1 triệu anh em ạ. Quá tệ. 1.100.000 nhưng mà chúng ta vẫn thắng là được rồi. Thắng là ok rồi, không cần quan tâm. Và rồi thì chúng ta sẽ kết thúc đây nhé. Xin chào và hẹn gặp lại anh em trong tập kế tiếp nhá của tựa game, đó chính là Plan Zombie 2 nhá. Bye bye.